Anh eola Phương Trinh quyết làm sáng tỏ tin đồn không đúng sự thật. Cô khẳng định bé tép chỉ là con nuôi. Mới đây trên kênh TikTok cá nhân của mình, Angela Phương Trinh vừa đăng tải dòng trạng thái dài chia sẻ về quan điểm của mình sau khi nhận thấy một số thông tin không đúng sự thật. Cụ thể cô chia sẻ: Xin chào mọi người, những ngày qua trên mạng đang lan truyền những thông tin hoàn toàn sai sự thật về việc Trinh có con với thầy, làm ảnh hưởng đến đời sống, uy tín của bé. Nên Trinh rất mong cơ quan an ninh vào cuộc điều tra, xác minh sự thật để mọi việc sẽ được sáng tỏ, trả lại sự bình yên cho bé. Còn đối với Trinh, Trinh chỉ mong cuộc sống của bé Tép sẽ trở lại bình an vốn có vì bé ngây thơ và vô tội. Trinh rất thương bé vì bé là con gái của một chị bạn thân của Trinh. Vì thấy bé có năng khiếu nghệ thuật nên Trinh và bé làm hình ảnh mẹ nuôi và con nuôi để quảng cáo cho sản phẩm người lớn và trẻ em. Trinh xin khẳng định là 8 năm qua Trinh độc thân ăn chay trường không quen biết bất kỳ ai và cũng chưa bao giờ có con rồi sinh con cho bất kỳ ai. Nên Trinh mong mọi người dừng việc cắt ghép này lại ngay. Thời buổi mà chỉ cần đăng vài dòng hay ghép ảnh, các ghép clip sai sự thật thì mọi người đều tin theo và bình luận những điều tiêu cực, sai sự thật. Dễ bị dẫn dắt như vậy sẽ dễ bị vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng tới trẻ con. Trinh rất mong mọi người thật cảnh giác, cẩn thận để đừng nghĩ sai, nói sai và làm sai dễ dàng như vậy vì không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến người khác mà nhân quả không hay đến với mình cũng thật là đau thương. Trinh rất mong cơ quan an ninh điều tra sớm vào cuộc yêu cầu các kênh YouTube, TikTok và Facebook gỡ những bài đăng xuyên tạc sai sự thật làm ảnh hưởng và xúc phạm nặng nề tới danh dự của thầy. Bé Tép và Trinh. Trinh cũng rất mong mọi người theo dõi Trinh và cộng đồng mạng chia sẻ tin này và chồng lại các luận điệu xuyên tạc trên.